Trận chiến Bulge là một trong những chiến dịch lớn nhất trong Thế chiến thứ hai. Nó diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 1944 đến ngày 25 tháng 1 năm 1945. Đây là cuộc tấn công lớn cuối cùng của quân Đức vào mặt trận phía Tây trong chiến tranh. Trận chiến diễn ra vào vùng rừng núi Ardennes của Bỉ, Luxembourg và Đông Bắc nước Pháp. Dưới sự chỉ huy của thống chế Đức Gerd von Rundstedt, quân Đức đã tập hợp được lực lượng khoảng 200.000 quân, bao gồm nhiều đơn vị dày dặn kinh nghiệm như sư đoàn SS cùng với sư đoàn xe tăng Panzer, thiết giáp và pháo binh. Họ đã mở một cuộc tấn công lớn vào phòng tuyến mỏng manh của quân đội Hoa Kỳ nhằm mục đích tạo ra một chốt phình ra trên chiến tuyến của quân đồng minh. Do đó, trận chiến gọi là trận chiến chốt phình. Trận chiến Bulge là một trận chiến tốn kém cho cả hai bên. Quân Đức chịu thương vong nặng nề và cạn kiệt nguồn lực, càng làm suy yếu khả năng chống lại lực lượng đồng minh đang tiến lên. Xin cảm ơn các bạn đã coi video này. Xin nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo.